Sau trận mưa lũ lịch sử, người dân tỉnh Quảng Ninh vẫn đang nỗ lực khắc phục những thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những mối nguy hiểm với người dân nơi đây vẫn chưa hết khi nhiều khu vực dễ xảy ra sụt lún tạo thành các hố sâu giống như hố tử thần. Đây là cảnh báo mới nhất của những chuyên gia địa chất trong nước. Hố tử thần hay còn gọi là hiện tượng tai biến địa chất ngoại sinh xuất hiện những khu vực sói lở, sụt lún tạo thành miệng hố trên mặt đất. Theo các chuyên gia tại Quảng Ninh, sau lũ có đủ điều kiện để xảy ra hiện tượng này. Địa phương này vẫn được biết đến với nhiều hang ngầm Castor nên lũ mang theo bùn cát và lấp tạm thời các vị trí miệng hang. Đến thời điểm cấu trúc không thể trụ vững thì dễ dẫn đến sạt sụt tạo ra những hố tử thần. Hiện tượng này đã xuất hiện nhiều trong thời gian trước đây, đặc biệt là tại thành phố Cẩm Phả. Nhiều hộ dân phải di rời khi các ngôi nhà ở trong tình trạng chưa sập. Thậm chí vào cuối tháng 8 năm 2013, một người dân đã bị thương nặng khi nền nhà sụt xuống tạo thành hố sâu. Vụ việc này từng gây hoang mang dư luận và gây ra nhiều tranh cãi trong giới khoa học.